phủ sóng đến tất cả các thành phố cấp tỉnh vào cuối năm 2020. Vào tháng 6 vừa qua, Trung Quốc đã phê duyệt việc sử dụng thương mại công nghệ 5G, tạo ra sự gia tăng nhu cầu của người dùng di động và tăng tốc đầu tư công nghiệp trong lĩnh vực 5G. Các công ty viễn thông Trung Quốc bao gồm China Mobile, China Telecom và China Unicom đã ra mắt dịch vụ 5G thương mại vào tháng 11 năm 2019. Dịch vụ này ban đầu được phủ sóng tại các thành phố lớn bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Hàng Châu, Nam Kinh và Thiên Tân. Theo các báo cáo trước đó, Ba nhà mạng dự kiến sẽ triển khai gần 130.000 trạm gốc 5G vào cuối năm 2019 trong đó, China Mobile triển khai 50.000 trạm, China Unicom và China Telecom mỗi nhà mạng sẽ triển khai 40.000 trạm. Vào tháng 6 năm 2019, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin của Trung Quốc đã chính thức cấp giấy phép cho việc triển khai mạng 5G thương mại tại nước này. Những giấy phép 5G đó đã được cấp cho bốn nhà mạng bao gồm China Mobile, China Unicom, China Telecom và Đài Phát thanh Truyền hình Trung Quốc. Trước đó, vào cuối năm 2018 MIIT đã cấp giấy phép cho thử nghiệm 5G tại một số thành phố trên khắp Trung Quốc. Vào tháng 9 năm 2019, China Telecom và China Unicom đã ký một thỏa thuận hợp tác xây dựng mạng di động 5G với mục đích chính là giảm chi phí. Theo thỏa thuận cùng xây dựng, cùng chia sẻ này, các nhà mạng sẽ hợp tác để chọn ra các quận tại 15 thành phố để xây dựng mạng lưới 5G. Trong khi đó, China Mobile, công ty viễn thông lớn nhất thế giới về số lượng thuê bao, gần đây cho biết họ đã cung cấp dịch vụ 5G tại 50 thành phố trên khắp Trung Quốc. Theo một báo cáo gần đây của China Daily, China Mobile đặt mục tiêu kết thúc năm 2020 với tổng số 70 triệu người dùng 5G, với khoản đầu tư dự kiến là 20 tỷ nhân dân tệ, khoảng 2,85 tỷ đô la Mỹ.